gần 7 giờ thì là ông Thủ tướng Úc tới trước, nhưng ông Tổng thống Mỹ lại khác, trực thăng bay trên trời. Họ mới nói thế này, không có được ra khỏi nhà và cũng không được mở cửa, nếu vi phạm là tôi bắn. Sáng hôm đó tôi có hai cặp vợ chồng ở bên Pháp về mà muốn đi thăm mộ anh Sơn, vì tôi là em gái của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thì mấy em ở nhà hàng á điện lên nói, cô ơi, có công an về an ninh đến đông lắm mà muốn gặp cô. Thì tôi nghĩ mình làm cái gì mà để phải gặp an ninh với công an. Thì tôi mới nói với cái anh quản lý á, tiếp đi, cốm về đâu. Mãi cho đến hơn một tiếng đồng hồ điện miết thì cuối cùng tôi về. Về thì tôi thấy mấy anh an ninh của Việt Nam mình ngồi đây. Mình hỏi, ủa anh đang làm cái gì vậy? Họ cũng cố giấu cho tới gần cuối cùng. Họ không nói là Tổng thống Bush sẽ đến. Nhưng mà mình cũng có thể hiểu được là có một vị rất quan trọng. Thì họ thấy họ cầm cái gậy á, họ vào họ đánh vào ở trong mấy cái cột ở trong nhà hàng á. Rồi mấy cái bực cấp rồi gì là họ cũng gõ hết á. Cho tới 11 rưỡi thì khi đó mình mới bắt đầu thấy an ninh của Mỹ, thấy họ tự động cần xin phép mình gì hết, họ treo lên nóc nhà. Thì mình thấy họ mở nắp cổng ra, họ xoay. Trước đó thì họ nói không, ngày hôm nay không được tiếp khách. Nhưng mà sau đó thì họ nói là bây giờ người ta yêu cầu mình phải có khách. Thì đến cuối cùng là mình chỉ nhận được 4 băng khách thôi, vì cần giờ rồi. Khi lúc tôi vào thì đã có được một số khách mời đó rồi. Nhân viên mà security đó rất nhiều, đã bao vây quanh, vừa của tòa đại sứ, vừa của mật vụ của bên Tổng thống Bush, vừa của mật vụ bên phía mình. Mình thì thấy rất là hoành tráng. Tôi với các bạn thì cứ nghĩ là một cái bữa ăn bình thường thôi, cứ ngồi ăn. Nhưng một hồi đó là an ninh Úc tới xét, rồi an ninh Mỹ tới xét, rồi nghĩa là mọi người rất là căng thẳng, không hiểu tại sao. Gần 7 giờ thì là ông Thủ tướng Úc tới trước, hai vợ chồng là đưa vô thẳng phòng. Nhưng ông Tổng thống Mỹ đến đó, trực thăng bay trên trời, bay xung quanh là cây dừa, mấy cái cây đấy là sao sạc hết. Ông vừa bước vào thì ông đi từng bàn ông hỏi thăm. Thì mình có lưu ý là ông đến ông hỏi cái bàn của bác, người trẻ, người Nhật Bản. Ông hỏi là từ đâu đến, họ nói tôi mới đám cưới, bây giờ tôi đi hưởng tuần trăng mật tại Việt Nam. Ông nói số 1, nếu tôi vào tuổi của các du, tôi cũng đi về đây là hãy. Ông vẽ khen Việt Nam. Khi mà Tổng thống vô thì tất cả mọi người phải ngồi im, không có được cử động. Nếu mà cử động thì sẽ bắn chết. Thì tại vì có những cái câu đó nên là những người bạn của tôi rất là sợ. Nhưng mà lúc ổng vô thì mọi người ai nấy cũng muốn đứng lên chào ổng á. Thì ổng cũng rất là thân thiện, ổng chạy ra ổng bắt tay mọi người. Phía bên của Mỹ á, tôi hỏi đi, ông có biết là Tổng thống muốn ăn gì không? Ông không thể nào biết được. Thế đến khi mấy em vô lễ á, thì ông nói thế này, bây giờ kêu chả giò với càng cua bạch hoa. Nhưng mà qua món thứ ba thì ông nói thôi, để cho chủ nhà hàng muốn giòn lên cái gì thì giòn. Thì mình cho cái mì trộn. Tôi nghe nói là khi ông về Mỹ thì ông cũng có khen cái món mì trộn là vì là đấy, đặc biệt. Lúc đầu Tổng thống không biết dùng. Không biết dùng như thế nào. Thì tôi mới nói là để tôi giúp. Thì tôi mới chỉ, tôi múc, bỏ ra cái dĩa tôi múc, tôi chỉ là cái khách để mà ăn. Thì lúc đó là mọi người làm theo. Đó. Rồi mình cũng cho ông ăn một món rất là sáng, là món chả tôm. Rồi cho ông ăn một cái súp. Thì sau đó ông nói thôi đủ. Trước khi mà đồ ăn mang ra thì có là bên phía họ là có hai người. Một người ở trong bếp đã bắt đầu thử đồ ăn trước. Họ vì cái gì bắt đầu đưa lên cho Tổng thống. Rồi họ cắt một miếng nhỏ bỏ vào hộp. Rồi xong rồi bắt đầu đưa lên trên này. Thì có người thứ hai. Người thứ hai là bắt đầu nhìn vào đồ ăn, xong rồi khi đó mới đưa vào. Bên phía Tổng thống có xách một cái vali lớn, giống như là mình đi du lịch vậy đó, một cái lớn lắm. Thì mở ra, đó là cái tủ lạnh. Tủ lạnh thì trong đó là có nước suối, có rượu, có tất cả đầy đủ những thứ mà của Tổng thống Bush uống.
Tuy nhiên, ông rất lịch sự. Ông vẫn bảo là lấy chai rượu của nhà hàng ra để ông uống. Rất dễ thương. Họ ăn khoảng tiếng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ. Khoảng tiếng 6 giờ đến 7 tiếng rưỡi là xong. Ông tiến tới bàn của mình, tại vì mình không được đứng lên, mình đi ra chỗ ổng đâu. Ông ôm, ông chụp hình như vậy rồi. Nhà hàng, mọi người nhà hàng tới hết. An ninh đó là đứng đó, nhưng mà tại vì ổng tiến tới nên an ninh không thể can mình được. Thì lúc mà xong rồi đó là an ninh đẻ giạt ra liền, để cho ổng đi. Khi tổng thống ra khỏi rồi á, thì mình ngẩn ngơ. Hằng giống như một cái gì hằng mới xảy ra. Mình không thể nào tưởng tượng được, tôi không thể nào nghĩ ra là cái cảm giác của mình như thế nào. Vì tôi nghĩ đây này, trong cuộc đời mình cũng, tại sao lại có hai vợ chồng của tổng thống, hai vợ chồng của thủ tướng mà đến nhà hàng mình ăn, mình được gặp cái điều đó, không thể nào nghĩ ra được. Mình nhớ là thời điểm đó là khoảng trên 100.000 đô thì rất là ấn tượng với thẻ. Vậy thì Express màu đen thì cái thẻ đó vừa mới kéo xong một cái là chạy ra liền. Cũng như cái bục đó thì nó lại không được vững, thì chẳng còn cách nào khác, anh khoác luôn vai ngài tổng thống, cảnh vệ đứng đằng sau không cho phép, cứ kéo cái áo anh lại thì anh không đồng ý, anh dặn lại với anh ta. Chúng tôi là một trong những người đầu tiên đón tiếp tổng thống Mỹ đến Việt Nam.